Ván vừa rồi là không ai đen bằng tôi. Nay nhân phẩm mẹ đen bao nhiêu ván mẹ nhồi hết vào ván đây. Đen vãi lên. Không có đường nào mà có thể mà rôn mẹ 40 tiền chết 4 mà không ra một con mẹ Nagali nào. Rất chi là mất dạy. Ấy, hải tặc kìa. Hải tặc kìa bà con. Chúng ta có hai con hải tặc kìa. Từ từ coi. Đấy, con bị kè rồi, đẹp. Oh, tuyệt vời mặt trời liền. Tuyệt vời mặt trời. Trời ơi, mình rất thiên thần luôn. Đại bác rất thiên thần. Let's see what they're made of.
phải là ông Green Chick luôn. Chết mẹ. Mới có được nhặt trước không đây? Ui, hai cái BF luôn. Vãi nồi. Khá giàu. Claw or spear, your end's the same. Precisely. Thank you.
Mẹ bắn cái nào cấm đắn cái đấy. Sợ chó thật. Ai đâu mà Lucian cấm đắn cái mẹ level 9999 tỷ IQ à. Vãi nồi. Bắn phát nào cấm đắn phát đấy. Lucian nhà người ta đéo tin được. Lucian nhà người ta vãi. Hết rào đi. Cái này mình cho con người na. Cầm clip tạm lúc đầu bóp bóp chơi thôi. Thua thôi, thua phát nữa đi. Lấy BF đấy. Ok, phát này chắc thua nữa rồi. Cái này nó ghê lắm. Cái nồi này thua luôn. Đâu? Thế thì để có khi nào cho em để có găng luôn. Đấy, nó ghi ép rồi. Ừ. Ghi ép, ghi ép. Ừ, vẫn còn được. Vẫn có, vẫn có. Vẫn còn, vẫn còn. Vẫn còn may. Má, không có gặp, không bị ép được chết tôi. Có gì thì làm gì, kệ bà gì. Mình có thể đổi mà. Đổi từ hoang dã sát thủ. Hai đế chế. Cho con dây gậy lốc được mà mình muốn cho con na thôi. Giờ con na là bỏ pique. Nó chết lên, ra na bỏ pique. Mình chả cần 3 sát thủ, bây giờ hiểu ứng 3 sát thủ phế lắm rồi. Cần 2 cái vô cực thôi. Trái đầu. Đồ vàng mất đồ. Không cho đồ vàng thì nó phá đồ. Lên 7 thôi. Tính ra là chết 6 là rô đẹp nhất này. Chết 7 thì nó giảm. Chết 6 là chết rô đẹp nhất. Nhưng mà chúng ta sẽ không có 4 hoang dã. Thì bỏ PK ra ngoài ta. Thì là chết 8 xài lại. Tại vì bây giờ op 3 sát thủ giờ nó yếu lắm rồi. Op 3 sát thủ tăng có 5% chí mạng. Chạy cơ. Trồn má đi vật hai rồi. The glory of Demacia will never fade. Để lên kiếm Makali thôi, lên 7 đi. Lên 7 kiếm na nữa, đủ 4 hông giả ấy. Đánh hơi chậm. Ráng ra cái găng nữa là đẹp. Kiếm chứ. Na sao có gì đổi Akali cũng được. Vậy chứ Akali nó vẫn còn mạnh lắm. Đam 200 mấy. Chính mạng 475% cũng được. Vẫn còn mạnh chán. Tại bài này giờ ít người kém. Thank you.
I have done cannot be undone. Nếu gì vậy? Let's go. The beast grows strong. Who needs a beat down? Precisely. Only the worthy will survive. Powering up. Powering up. Let's see what they've made of. Their heads will adore my wall. Their heads will adorn my wall. Một con đó là cũng rất gì về này nọ đấy. Ui, đi kia đi kia. Cái nồi ạ, à, không ra con na nè. Nhưng mà trời ơi, nhìn đối hình kia. Nó gần lên hết rồi bà con ơi. Ôi. Nói gì đó con na, cái là đẹp. Sẽ được, sẽ phê lắm, yên tâm, yên tâm được rồi đấy. Rana nữa là đẹp, Rana được ba hóa hình dày trâu. Hệ sát thủ bây giờ nó chỉ ra thôi. Thôi bây giờ con Rana hay không mình phải để tiền lúc chết thôi. Không Rana cũng phải để tiền lúc chết. Nhịn đi. Để tiền lúc chết. Không có công nghệ phế lắm. Chứ lấy công nghệ phế chứ nó mà. Con hit con kill như bình thường. Đùa. Heroes always die.
vẫn one hit one kill như bình thường. Cái gì vậy? Em ấy vẫn đó, em ấy vẫn vàng khè, vẫn one hit one kill. Đâu đến đổi gọi là yếu đuối đúng không? Này, đùa. Không yếu đâu. Bỏ đồ vô cho đỡ khóa. Giờ bỏ vô con nào được? Raven như thường. Raven với chúng tôi. Chúng tôi vẫn giết như thường. Không vấn đề. Rồi xong round này 36 tiền. Up chat vứt vi ra. Chúng ta có gọi là Okela rồi. Còn món lẻ ghép thêm gậy lốc nó càng tốt. Nó ra đầy máu ghép thêm gậy lốc nữa, từ từ ra cam phép ghép phút rồng, ra đầy máu ghép thêm gậy lốc nữa, hai gậy lốc lợi. Rồi đầu mé thôi, ném đại cứ bò đi. Trời ơi, 5.5 nó chim toàn tiền, đéo chịu được. Sang đéo chịu được. Mẹ ra bên kia đi. Bên kia. Let's see what they're made of. Nè. Bên kia này. Má là phải khóa. Đi đâu hết rồi Na ơi. Má bọn này nó lấy Na nhiều quá. Mình cần một con Na thôi được. Khóa đồ con Kennen lại. Ok, bây giờ xin chết Kennen luôn. Ok, xong. Trời ơi, hơi loài luôn, hơi loài mắt. Vẫn còn phê lắm, anh em yên tâm đi. Vẫn còn phê lắm. Đây rồi. Cái kia, vi. Ui, na nữa này, nhì, khóa lại. Hi. Lại na. Hai na luôn.
đổi level 1 à? Sướng thế. Raven 1. Senju kim rẻ. Còn gì nữa đâu chơi. Đi luôn. Tiến. Tiến vong. Lấy con Swain gấp. Không cần biết những món kia là gì. Mẹ, lấy cái dè ke cho con nè. Mẹ, bóp Swain cho chúng nó. Chúng nó lấy Swain là mình mệt đấy. Mấy thằng nó cần Swain lắm ấy. Có chết mẹ. Thì như đéo thằng nào cần luôn anh em ạ. Thôi kệ, lấy cái này ngon mà. Lấy cái dè ke lợi vậy. Đây B nữa, lên ga luôn, hợp lý. Mình bây giờ mình lười khóa quá nhờ. Cần bán dây không ta? Có nào két dây không? Không có thằng nào két dây thôi, để đi. Bắt đầu nè. Đi nó lốc. Dây có đổ đâu, quan trọng gì đấy, đi lên dây lên rồi, tuyệt vời rồi. Này hai là tuyệt vời đấy. Mình cộng hóa đồ khổ má phi tiêu mất chết luôn đi. Rồi, đưa luôn, đưa tiến bạn đi nơi về nơi suối vàng luôn rồi. May là bạn ra đâu là tim băng đấy. Tim băng với lại găng tay ấy. Ui, assassin, 6 sát thủ. 6 sát thủ bà con ơi. Thêm một con Rengar nữa nha, hay con Pike nữa nha. 6 sát thủ, rồi 4, 5, 6. Bấm chết 6 sát thủ, bỏ vi ra, bỏ công nghệ lấy 6 sát thủ. Bỏ công nghệ lấy 6 sát thủ. Bấm chết. Má game này bấm chết gì luôn trời. Dây sát thủ. Mình sẽ chơi dây sát thủ vậy. Chết là 6 rồi. Có luôn này.
Game này gần end rồi, vài round nó là end rồi, từ giờ tới round mẹ đi chợ là đi hết mẹ nó còn đâu. Còn gì nữa đâu mà. Sẽ chiêu đâu, chiêu đâu mà phút 7. Lấy cái này cho Ren này. Ren ra cầm này mạnh vãi. Hết khóa đồ rồi đúng không? Rồi hết rồi. Sợ gì nữa. Một pike nó là xong rồi. Không có. Nè, đứng tụ tụ lại. Con nào mạnh đứng tụ lại. Chết mẹ lốc vét rồi. À mình còn Rengar nha bạn. Mình không phải có mỗi vét đâu. Còn Rengar mình 3 rồi đấy bạn. Còn Gana nha bạn. Trời ơi Rengar mình nếu phải yếu đâu bạn. Mình không phải có mỗi vét đâu. Lốc vét với chúng tôi à. Ôi em mẹ game luôn. Lốc vét với chúng tôi.